Chào mừng bạn đến với kênh YouTube của Phương Lâm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về chủ đề mà mình cũng như mọi người có thể rất quan tâm. Chẳng là bạn nhỏ nhà mình hơi thừa cân. Vì sao đừng để trẻ béo phì? Những người béo phì có một điểm chung là dù đã đầy bụng rồi nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm thức ăn. Sự mất cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta không thể kiểm soát cảm giác thèm ăn. Trong xã hội hiện đại, việc sử dụng bừa bãi thuốc kháng sinh là lý do khiến hệ vi khuẩn đường ruột mất cân bằng. Thuốc kháng sinh không chỉ loại bỏ các vi khuẩn gây hại mà còn giết chết đa số các loại vi khuẩn có lợi. Sự biến đổi của các chủng loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn đường ruột, có mối liên quan trực tiếp không chỉ đến hệ miễn dịch mà còn đến cảm giác thèm ăn của chúng ta. Hành động ăn liên tục không ngừng cũng xuất phát từ việc não không thể cảm nhận được trạng thái no bụng. Chúng ta đều thấy rằng bệnh béo phì ở trẻ nhỏ nghiêm trọng hơn bệnh béo phì ở người lớn. Khi trẻ bị béo phì, số lượng tế bào mỡ tăng lên. Khi người trưởng thành bị béo phì, kích thước của tế bào mỡ tăng lên. Tế bào mỡ có một đặc điểm là khi số lượng đã tăng lên thì không thể giảm được nữa. Đối với người trưởng thành, do kích thước của tế bào mỡ to ra, hình dáng bề ngoài sẽ béo lên. Đến khi họ gầy đi, kích thước của tế bào mỡ này cũng bé lại. Nhưng một khi trẻ nhỏ bị béo phì và số lượng tế bào mỡ tăng lên, thì dù có làm cách gì đi nữa, số lượng này cũng không thể giảm xuống. Khi trẻ nhỏ lớn lên với trạng thái có số lượng tế bào mỡ nhiều như vậy, thì chỉ cần mỗi tế bào mỡ tăng lên một chút thôi, hình dáng bề ngoài của người đó cũng trở nên to béo thấy rõ so với trước. Ngược lại, đối với những người ít tế bào mỡ, thì khi tăng cân cũng trông không quá khác so với trước. Bệnh béo phì ở trẻ nhỏ là vấn đề nghiêm trọng do số lượng tế bào mỡ được quyết định trước tuổi trưởng thành. Một khi số lượng tế bào mỡ đã được sản sinh ra, thì cả đời số lượng tế bào mỡ này cũng không thay đổi. Chỉ có sự thay đổi duy nhất đó là tùy thuộc vào lượng calo mà kích thước của tế bào mỡ to hay nhỏ. Nếu trẻ nhỏ hấp thu quá nhiều calo thì sẽ để lại những vấn đề về sức khỏe suốt đời không thể thay đổi được. Đây là lý do mà chúng ta cần phải hạn chế trẻ nhỏ ăn những thức ăn có lượng calo cao nhằm tránh kích hoạt gen làm tăng số lượng tế bào mỡ. Bé mũm mĩm dễ thương đấy, nhưng ba mẹ đừng để bé bị béo phì nhé.